Thầy tử vi thấy trước những ngày cuối đời, cuộc đời tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ 64 tuổi trở về già, lộc đổ đầy nhà, một bước lên đời đại gia, tiền bạc chất cao như núi. Tân Sửu chữ Tân biến di chữ Toan, gia đình rời đổi đắng cay muôn vàng, một thân tự lập mà nên, tha phương lắm độ phong xương hải tần. Lương duyên thay đổi đôi lần, tuổi già phú túc miên miên cửu trường, những người có chi thiện nhân, trời dành hậu quả hưởng nhờ phước dư. Quý tín chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, ngàn chim trong rừng không bằng một chim trong tay, tức cái gì thực tiễn tuy nhỏ, vẫn hơn là những cái phù phiếm trông có vẻ lớn. Và hơi thực dụng một tí nhân Tân Sửu hãy cứ nhớ thế này, tôi tập trung vào tiền tài nhiều hơn người đời, bởi vì tôi chưa từng gặp tờ tiền nào khiến tôi không thích cả. Người đời có thể tròn, có thể méo, có thể vuông, có thể tốt, có thể xấu, có thể ngụy quân tử, cũng có thể là chân tiểu nhân, và người đời rất hay làm Tân Sửu bực mình hoặc thất vọng. Nên thay vì để tâm đến người đời, hay quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ với thế nhân, trong cái đoạn này hãy cứ tập trung vào sự nghiệp 61 nhé, vì tiền tài tuy có vẻ tệ bạc và nhạt nhẽo, nhưng chúng sẽ không phản bội, cũng sẽ không khiến bản thân mình chán ghét và sẽ luôn cùng ta kênh qua những thăng trầm, những ngày mưa to, những đoạn khốn khó. Quý tín chủ thân mến, người xưa có câu, đắc được là may mắn của ta, mất đi là số mệnh của ta, mỗi người mỗi vận mệnh lại có muôn vàng hình thái khác nhau. Đối với một người mà nói mọi thành tựu lớn trong cuộc đời đều phải do bản thân đánh đổi hy sinh mà thành, qua bao lần trời thử lòng người, nhưng nhờ kiên trì cố gắng, chịu khó chịu khổ đã cho Tân Sửu trở thành một người dày cứng cỏi, thấu tỏ nhân sinh, những chông gai, khổ ải đã tôi rèn cho Tân Sửu sự can trường. Không sợ hãi hay mê mờ mất phương hướng, có thể nói rằng cuộc sống của nhiều Tân Sửu giờ đây cũng đã ổn định, không còn những vất vả lo nghĩ vì miếng cơm manh áo nữa. Thế nhưng, đời là bể khổ, con người dù trẻ hay già, dù ở bất cứ độ tuổi nào thì vẫn còn đó những gánh nặng lo toan khác. Bởi phận làm cha mẹ thì ngoài nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, thì lại lo làm sao cho về già mình có được một khoảng lận lưng. Rồi lo làm sao lo được cho con cái có cuộc sống đầy đủ, chúng có thể bình an sống một đời không vất vả bon chen và khổ cực như đời cha mẹ mình nữa. Vì vậy đã ở cái tuổi 64, nhiều bác Tân Sửu vẫn xông pha, tranh đấu với đời để góp nhặt kiếm tìm sự đầy đủ cho con cháu. Hay đơn giản chỉ là để khỏa lấp sự cô quạnh trong tâm hồn đang ngày một già đi, hoặc chỉ mong có đủ tiền lo cho thân già này mà thôi. Giới tử vi hé lộ, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trước đây đã kinh qua vô số khổ nạn, nhưng từ nay trở đi, biết ba cơ hội cải mệnh này thì từ 64 tuổi sẽ lội ngược dòng số phận, phất lên ngôi cao, sung sướng như tiên cả họ được nhờ, khiến những kẻ từng khinh miệt, chèn ép mình phải lóa mắt ghen tị. Vậy ba cơ hội đó là gì? Tương lai người tuổi Tân Sửu từ 64 tuổi đến khi về già sẽ biến động ra sao? Từ 64 tuổi cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý những gì? Bản mệnh Tân Sửu muốn biết phần còn lại cuộc đời từ năm 64 tuổi tới khi về già sẽ đi về đâu? Thì hãy chiêm nghiệm giải luận mới nhất dưới đây, chúc tín chủ tìm ra lộ trình với sự thịnh vượng viên mãn dành riêng cho mình. Quý vị thân mến, con người là sản phẩm của thời gian và trải nghiệm, và tuổi Tân Sửu 63 năm như một cuốn sách sống động, chứa đựng những bài học quý báu từ cuộc đời. Người tuổi Tân Sửu sinh vào năm 1961, thuộc vào hành thổ trong ngũ hành, được ví như mặt đất vững chãi kiên định và đầy nghị lực. Họ mang trong mình sự bền bỉ của châu vàng, một biểu tượng của sự cần cù, chăm chỉ và trung thực. Ở tuổi 64, những đặc điểm này càng được tô đậm, tạo nên một con người với nhân cách đáng kính trọng và đầy triết lý, như đất đai cần thời gian để ươm mầm và nuôi dưỡng cây cối. Người tuổi Tân Sửu ở độ tuổi 63 đã học được giá trị của sự kiên nhẫn. Họ hiểu rằng những thành tựu lớn không đến trong chốc lát, mà đòi hỏi một quá trình dài tích lũy và nỗ lực không ngừng. Triết lý này giúp họ đối mặt với thử thách mà không nao núng, tin tưởng vào quá trình hơn là kết quả tức thì. Tính cách của người tuổi Tân Sửu được xây dựng trên nền tảng của sự trung thực. Ở tuổi 63, họ càng thấm nhuần triết lý sống chân thành và ngay thẳng. Họ hiểu rằng mối quan hệ bền vững được xây dựng trên sự tin tưởng và minh bạch. Điều này khiến họ trở thành những người bạn đáng tin cậy, những người cố vấn tận tâm và những người lãnh đạo công minh. Sự trưởng thành giúp người tuổi Tân Sửu nhận ra tầm quan trọng của sự khiêm nhường. Họ biết rằng tri thức là vô tận và luôn sẵn sàng học hỏi từ mọi người. Mọi sự việc xung quanh, họ không ngừng trau dồi bản thân, mở rộng tầm hiểu biết và luôn giữ một thái độ cởi mở trước những cái mới. Ở tuổi 64, người tuổi Tân Sửu đã trải qua nhiều giai đoạn cuộc đời và hiểu sâu sắc giá trị của trách nhiệm. Họ không chỉ lo cho bản thân mà còn quan tâm đến gia đình, cộng đồng và xã hội. Triết lý sống của họ là sống không chỉ để nhận mà còn để cho đi, và họ không ngừng nỗ lực để đóng góp vào sự phát triển chung, dù là bằng công sức, trí tuệ hay những kinh nghiệm sống quý báu.
Người tuổi Tân Sửu hiểu rằng cuộc sống cần có sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữa vật chất và tinh thần. Họ sống một cuộc đời hài hòa, biết cách điều chỉnh bản thân để giữ cho tâm hồn luôn an yên và hạnh phúc. Họ tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị, trân trọng những khoảnh khắc bình yên và sự gắn kết với thiên nhiên. Tóm lại, người tuổi Tân Sửu 63 tuổi là một biểu tượng của sự kiên nhẫn, trung thực, khiêm nhường, trách nhiệm và cân bằng. Triết lý sống của họ được đúc kết từ những trải nghiệm phong phú, giúp họ sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn. Theo tử vi chọn đời dự báo, tuổi Tân Sửu chính là con giáp có hậu vận rực rỡ. Vì sao ư? Giống như bao người trẻ khác, tuổi Tân Sửu cũng gặp vô vàn khó khăn khi mới chập chững ra trường và đi làm, như để thách thức sự chịu đựng của Tân Sửu. Sóng gió liên tiếp xảy ra và thật may mắn là con giáp này vẫn hiên ngang vượt qua. Nhiều người không tin tưởng vào khả năng của Tân Sửu, đôi lúc còn khinh thường cười nhạo, nhưng không vì thế mà những chú trâu nản lòng, họ coi đó là động lực để nỗ lực vươn lên. Cuộc đời của con giáp ngày càng may mắn, đặc biệt là khi bước sang tuổi 64, sóng gió ít đi. Tân Sửu cứ băng băng tiến về phía trước và gặt hái nhiều thành tựu lớn nhỏ, mỗi một tín hiệu tích từ công việc lại là một đòn bẩy để họ vững tin và cố gắng hơn. Được quý nhân giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối nên Tân Sửu tìm ra hướng đi chính xác, công việc suôn sẻ hơn, những kinh nghiệm trước đây được họ phát huy triệt để. Ở tuổi 64 dù có bận rộn hơn nhưng tiền bạc ngập lối, đến khi về già tinh tế không còn là vấn đề khiến Tân Sửu phải lo nghĩ nữa, an tâm mà hưởng thụ cuộc sống thôi. Để vận trình của cô bác Tân Sửu diễn ra suôn sẻ thuận lợi, gặp hung hóa cát, đổi vận nhanh chóng, đổi đời giàu có, tiền bạc đầy tay, thì việc nắm bắt được vận trình tử vi của mình là vô cùng quan trọng. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ những nội dung chính sau. 1. Vận trình tuổi Tân Sửu từ 64 tuổi về công việc sự nghiệp. 2. Vận trình tuổi Tân Sửu từ 64 tuổi về tài lộc. 3. Vận trình sức khỏe. 4. Vận trình tình cảm và gia đạo. 5. Cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Tân Sửu từ 64 tuổi đến khi về già. 6. Tìm hiểu 3 dấu hiệu điềm lành đại phú của một gia đình là như thế nào, cũng như các cách để chiêu gọi phong thủy lành đến với gia đạo và bản thân Tân Sửu. 7. Phật bản mệnh của tuổi Tân Sửu và những việc tuổi Tân Sửu nên làm để được Phật độ khi về già. 8. Lời nhắc cải mệnh. Đầu tiên là vận trình tuổi Tân Sửu từ 64 tuổi về công việc sự nghiệp. Tử vi Tân Sửu từ 64 tuổi về sự nghiệp thì những người vẫn đang đi làm ít phải muộn phiền về vấn đề công danh sự nghiệp. Ở tuổi này, bản mệnh đã có cho mình nền tảng vững chắc cả về danh tiếng lẫn địa vị. Bạn cũng hài lòng với những gì bản thân sở hữu, mưu sự giai đoạn này cũng dễ thành. Nói với riêng quý bản mệnh, đường công danh sự nghiệp có chiều hướng phát triển tốt, Tân Sửu có thể gặp nhiều cơ hội hợp tác, buôn may bán đắt hoặc được thăng quan tiến chức danh tiếng vẻ vang. Đây là thời điểm tốt hợp phong thủy với nam mạng tuổi Tân Sửu. Chính vì thế, người này nên đẩy mạnh kinh doanh như mở rộng quy mô sản xuất hoặc đầu tư tài chính. Nhờ thế con đường sự nghiệp sẽ có nhiều bước tiến vang dội vững chắc. Theo phong thủy phi tinh, nhất bạch gặp cửu tử ở Đông Bắc chủ thông minh, tài trí mà bản mệnh có được sự tín nhiệm của đồng nghiệp cũng như cấp trên. Nhìn chung, thời gian này của con giáp tuổi Tân Sửu khá thuận buồm xuôi gió, sẽ có những khó khăn nhưng nhỏ và không đáng kể. Ban đầu Tân Sửu sẽ có thể đối mặt với không ít khó khăn trở ngại. Nhưng chớ bỏ cuộc vì Tân Sửu đủ tài để có thể xử lý hết những vấn đề đang tồn tại. Thậm chí, có những việc trước đây Tân Sửu tưởng như là rất khó khăn thì nay cũng đã có cách để khắc phục. Tuy nhiên, đừng vì thế mà kiêu ngạo hay xem thường người khác. Những gì bạn có được còn nhờ cả vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của rất nhiều người xung quanh nữa đấy. Về tài lộc, tiền bạc. Tử vi Tân Sửu về tiền bạc có sự mở mang, nhiều cơ hội cải thiện thu nhập, cuộc sống nhờ vậy cũng thêm phần dư giả và thoải mái. Bạn có thể mở mang việc đầu tư nhưng chớ nên chạy theo những điều phù phiếm kẻo lao tâm khổ tứ mà kết quả không như mong đợi. Tốt nhất hãy làm những việc mình có kinh nghiệm và hiểu biết. Về tình hình tài chính, tuổi Tân Sửu không gặp biến cố nào từ năm 64 tuổi. Sự ổn định và phát triển là điều dễ thấy nhất, đặc biệt đối với quý tín chủ sinh năm 1961. Tuy vậy, tuổi 1961 có thể sẽ phát sinh nhiều khoản chi tiêu trong gia đình. Vì thế, hãy nên tiết kiệm và quản lý tài chính thật tốt để tránh tổn thất không đáng có. Xem tử vi chọn đời, tài vận từ 64 tuổi, con giáp tuổi Tân Sửu cảm nhận rõ sự khác biệt khi tiền tài ngày càng vượng. Thời gian tam hợp thái tuế mang lại cho bạn khá nhiều vận may liên quan tới tiền bạc. Với những ai chỉ làm công ăn lương nên tìm cách gia tăng thu nhập trong lúc này, ban đầu có thể có những trở ngại. Nhưng miễn là được làm việc mình thích là bạn đã gia tăng thêm được thu nhập và thỏa mãn đam mê của mình,
các cơ hội đầu tư lúc này mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đó là lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hơn nữa, bạn nên chọn hạng mục mà bạn biết rõ nhất, hiểu biết của bạn về nó nhiều nhất có thể thì bạn sẽ tự tin hơn. Nếu Tân Sửu cảm thấy cơ hội nào đó không ổn, thì tức là nó có vấn đề thật, hãy tin vào trực giác của mình ngay lúc này. Về sức khỏe. Về mặt sức khỏe, quý cô bác sinh năm 1961 dù tuổi đã cao, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Họ thích các hoạt động thể thao như đạp xe, bơi lội hoặc chạy bộ. Nhờ thế, người này ít khi có các bệnh về tim mạch, xương cốt hay trí nhớ kém. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe tốt hơn, tuổi 1961 nên ăn uống đủ chất và bổ sung các chất dinh dưỡng khác thông qua thực phẩm chức năng, mặc dù có trí tuệ minh mẫn. Nhưng cũng đừng vì thế mà vận động quá sức hay làm việc nặng nhọc. Nếu có thể thì thời gian này bản mệnh nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn là gắng sức làm thêm việc nọ, việc kia. Về gia đạo và tình cảm. Người sinh năm Tân Sửu 1961 có một gia đình êm ấm, tình cảm đong đầy. Từ 64 tuổi, gia đạo sẽ được sum họp đầy đủ. Nhân dịp đón thêm thành viên mới, đó có thể là người con dâu, con rể hay thậm chí là một đứa cháu kháu khỉnh. Trong cuộc sống tình cảm, tuổi này luôn yêu thương và hết lòng vì người vợ chồng mình. Nhưng hãy cố gắng thể hiện cảm xúc và tâm sự với người bạn đời của mình nhiều hơn để đối phương cảm thấy được thương yêu ấm lòng và không tuổi thân một mình. Vợ chồng Tân Sửu nên dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa. Ví dụ, như hãy cùng nhau đi du lịch để tìm lại niềm vui niềm hạnh phúc như thuở mới yêu. Khá nhiều người độc thân may mắn tìm thấy đối tượng tâm đầu ý hợp, nhìn chung, nhân duyên khác giới cực vượng. Thưa quý vị, chủ nghĩa khắc kỷ là từ tượng trưng cho một lối sống bản lĩnh và bình thản trước mọi sự thăng trầm hay sóng gió trong cuộc sống. Chủ nghĩa này chia thế giới quan thành 3 phần. Phần 1, mọi sự việc nằm trong phần quản lý của bản thân, tức cần chú tâm chú trọng. Nó bao gồm cảm xúc của cô bác, hành vi của cô bác, tư tưởng tư duy của cô bác là những điều cần đặc biệt để ý, vì mọi quyết định cô bác đưa ra có thể khiến sự việc trong này có sự thay đổi, tiến triển, thăng hoa. Phần 2, mọi sự việc không thuộc phần kiểm soát của bản thân, không can thiệp được, nó bao gồm các yếu tố như nắng, gió, mưa, thời tiết, cũng bao gồm các yếu tố như hành vi, suy nghĩ, lòng người, nhân tâm, nhân tính, thị phi và đạt điều. Phần 2 này cần đặc biệt chú ý bỏ qua, không quan tâm, không để ý, không sầu bi, cũng không đón nhận bất kỳ sự tác động nào lên mình. Nắng thì bôi kem chống nắng, mưa thì mang ô, rét thì mặc áo khoác. Người xấu kệ người đặt điều kệ họ, người lợi dụng mình coi như nghiệp quả mình từng nợ họ đôi khi, thị phi miệng gần tai, ai tự nói thì trước sẽ tự nghe. Bị đặt điều thì cũng cứ điềm nhiên mặc kệ, miệng của người đời họ có quyền nói, mà tai của cô bác có quyền nghe hay không. Dù có nghe thì trí óc của cô bác có quyền lưu tâm lưu ý điều đó hay không, thản nhiên và mặc kệ gì nó không trong quyền kiểm soát của chính mình. Thời thế cũng vậy, vận hanh thông thì ta mạnh dạn tấn công, mà thời chưa tới thì ta thong thả nghỉ dưỡng, vì bánh xe thời thế. Vòng tròn thịnh suy nó di chuyển từ từ và tự nhiên, tuân theo quy luật của đất trời, chứ không đi theo mong muốn của con người. Tất cả những gì có thể làm là tránh thở than và cứ thế mà đợi, còn 6 tháng nữa là hết năm 2024 âm, tức hết cái thời kỳ xấu. Phần 3 là phần mà Tân Sửu có thể kiểm soát hay tác động một phần, ví dụ như bạn đời của Tân Sửu, con cái của Tân Sửu, đối tác hùn hạp làm ăn với Tân Sửu, hoặc giả một số sự việc có sự tham gia của người khác. Phần này chủ yếu là nên lên kế hoạch, nên tính toán đường đi nước bước, dù có gì thì cứ hãy nhớ, dĩ hòa thì vi quý, hòa khí thì sinh tài, tài hiện tức lộc về, lộc có thì vạn sự đều dễ thở mà thôi, dù là trong tình cảm, hay trong quan hệ đối tác hay nuôi dạy con cái, một chữ hòa đổi lấy vạn sự yên. Học theo chủ nghĩa khắc kỷ để có một góc nhìn rõ ràng trong thế giới rối ren, vì 1961 đang rối ren nhiều lắm, đang dồn dập là những suy tư, bủa vây là những khó khăn trắc trở. Đang là lúc lựa chọn đường đi, bị người đời cũng như bị trời hành lên hành xuống. Nhưng ngoài việc chủ động đối diện khó khăn và quên đi những mất mát, cùng bình thản và kiên cường bước, Tân Sửu đâu còn lựa chọn nào khác ở trong tay, nên hãy lấy một tờ giấy ra ghi những mỏi mệt của bạn lại. Sau đấy chia nó ra làm 3 phần như đã nói, giữ phần 1 lại chú ý thật nhiều phần. Xé phần 2 đi, cho những tiêu cực không kiểm soát gửi về với vũ trụ, gấp phần 3 lại, thỉnh thoảng lại mở ra, điền thêm những ý tưởng và lên kế hoạch cho dài kỳ Tân Sửu nhé. Và luôn nhớ, thiện không bao giờ thiệt, người thiệt ở hiện tại chính là vô vàn phúc báo ở tương lai, tiêu đi một giọt nghiệp, bồi thêm giọt phúc. Cái gì người đời không thấy thì đất trời luôn giỏi, luôn chứng cho Tân Sửu từng ly, nói thế để Tân Sửu hiểu, đừng có quá cám cảnh,
đừng quá không cam tâm. Ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bản mệnh, cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Tân Sửu từ 64 tuổi đến khi về già. Nam mạng, từ năm 64 tuổi đến năm 70 tuổi. Năm 64 tuổi, có nhiều hay đẹp, sang năm 65 tuổi, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đến năm 66 tuổi, mọi việc ở mức bình thường, sang năm 67 tuổi, mọi chuyện tốt lên, con cái đạt được địa vị nhất định, đến năm 68 tuổi, gia đình êm ấm yên vui, nhưng sức khỏe suy yếu, vào năm 69 và 70, gia đình bình an, đón nhận nhiều tin vui từ con cháu, cuộc sống thoải mái. Nam Tân Sửu 1961 nên dành nhiều thời gian để thực hiện các cuộc thiện nguyện để tích phúc đức cho con cháu, từ 70 trở ra an hưởng tuổi già. Nữ mạng, từ năm 64 tuổi đến năm 70 tuổi. Từ năm 64 đến 65 tuổi, cuộc sống đều bình ổn, gia đình hạnh phúc, tài lộc dư đầy, sự nghiệp bền vững về sau. Năm 66 và 67 tuổi về sau, nên dành nhiều thời gian chăm lo sức khỏe, tuổi già hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu đến cuối đời. Tiếp theo trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị tuổi Tân Sửu đi tìm hiểu 3 dấu hiệu điềm lành đại phú của một gia đình là như thế nào, cũng như các cách để chiêu gọi phong thủy lành đến với gia đạo và bản thân con giáp. Cụ thể đó là những dấu hiệu đổi đời nào, mời cô bác cùng chương trình chiêm nghiệm và kiểm chứng xem có đúng như vậy không nhé. Một số tín ngưỡng ở nông thôn đã được lưu truyền hàng nghìn năm và một số điều vẫn còn đáng tin và hữu ích dưới góc độ phong thủy. Ví dụ, quan niệm 3 loại động vật đừng xua đuổi khi chúng đến nhà, đó là điềm báo may mắn mà ông trời gửi tới cho con giáp tuổi Tân Sửu. 1. Ong. Ong là loại động vật được cho là mang yếu tố dương rất nhiều, vì thế, việc trong nhà xuất hiện tổ ong cũng mang ý nghĩa gia đình được gia tăng dương khí. Đồng thời việc này cũng dự báo nhiều may mắn về mặt tài lộc đang đến, gia đình thịnh vượng, ấm no. Thức ăn chính của ong là các loại phấn hoa, ong lại sản sinh ra mật có giá trị cao, nên phong thủy luôn đánh giá ong là loài vật tượng trưng cho sự thanh khiết. Trong âm tiếng Trung, ong phong đồng âm với từ phượng trong Phượng Hoàng càng thể hiện sự may mắn cát tường, ong vào nhà làm tổ cũng là điềm lành, dự báo cho sự thăng hoa trong tình yêu. Điều này chủ về bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc và có thể sẽ đón thêm một thành viên mới trong thời gian tới. 2. Chó chạy vào nhà. Từ xa xưa, người ta đã quan niệm chó là con vật mang nhiều may mắn tài lộc đến nhà. Nếu ai đó tặng cho bạn một con chó, hoặc một con chó tự chạy đến nhà thì đó là điềm báo tốt. Chó chạy vào nhà dự báo thành công may mắn sắp tới, đường tài lộc rộng mở. 3. Rùa bò vào nhà. Theo quan niệm dân gian, rùa là một biểu tượng tốt, là sự kết nối giữa trời và đất, là vật linh thiêng mang đến sự trường tồn an lành. Theo phong thủy, con rùa là loài vật mang đến may mắn tài lộc cho gia đình. Vì vậy, nhiều người thích nuôi rùa trong nhà để cầu may mắn bình an. Rùa bò vào nhà là điềm báo may mắn, dự báo gia chủ có tài lộc thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, từ xưa đến nay dân gian ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình. Có người thờ Phật, có người thờ ông bà, tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi mà nó đem lại được quan tâm rất nhiều. Tuổi Tân Sửu được hư không tạng Bồ Tát hộ mệnh. Tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Nếu quý bản mệnh Tân Sửu cũng quan tâm đến Phật bản mệnh của mình thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và cô bác theo dõi tiếp video sau đây. Phật bản mệnh tuổi Sửu, hay còn gọi là Đức Phật hộ mệnh hư không tạng Bồ Tát, trong dân gian tương truyền ngài còn có một cách gọi tên khác là Như Ý Kim Cương. Bồ Tát hư không tạng là vị tôn chủ tượng trưng cho lòng thành chân thật và sự hưng thịnh mãi mãi phồn vinh. Trong một số ghi chép được trích ra từ kinh Phật đã cung cấp, một số thông tin cung cấp rằng trong quá khứ hư không tạng Bồ Tát là con của công đức Trang Nghiêm Chuyển Luân Thánh Vương với tên gọi cũ là Sư Tử Tiến. Đức ngài trước kia vốn dĩ đã nổi tiếng với trí tuệ tinh thông và sáng suốt vô cùng vượt trội. Ngài có đôi mắt có thể chỉ đường dẫn lối cho mọi người và tránh phạm phải các sai lầm trên con đường của mình, đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử Phật giáo hình thành. Đã có rất nhiều người đã tin và được chứng gì nhờ vào sức mạnh mầu nhiệm của Bồ Tát khi hay sử dụng câu thần chú Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát để vượt qua nhiều kiếp nạn. Phật bản mệnh tuổi Sửu hay còn gọi là Hư Không Bồ Tát và thông thường với hình tượng của Đức Phật thường được mô tả với dáng ngồi thiền trong tư thế hoa sen trọn phần. Trên đầu của ngài luôn đội mũ ngũ Phật tỏa ra hào quang. Sắc thân khi ngồi thiền luôn phát ra màu đỏ, trong tư thế sen trọn phần, hay gọi còn gọi là ngồi kiết, và Đức Phật Oai Nghiêm cầm hai loại pháp khí của nhà Phật là lưỡi kiếm sắc, đại diện cho trí tuệ và sự sáng dạ, nhành hoa sen, biểu tượng cho phúc khí và phúc đức sáng ngời. Không những vậy,
Hư Không Tạng Bồ Tát còn là vị Phật bản mệnh riêng cho tuổi Sửu với những công dụng đặc biệt như sau. Hộ thân bản mệnh giúp người tuổi Sửu nói chung được hộ trì bởi năng lượng của nhà Phật trong suốt chặng đường của mình, tạo niềm tin của người đeo để luôn giữ được bình an trọn đời, hỗ trợ công danh che chở cho người sử dụng tránh hạ thị phi và tiểu nhân quấy phá. Khoa bản, khai nhãn để trí tuệ luôn được sáng suốt, học hành tấn tới, tiền đồ sáng lạng, sức khỏe, lan tỏa năng lượng tích cực hỗ trợ sức khỏe, tránh cảm vặt. Tình duyên, hóa giải phần nào tình duyên có nhiều trắc trở, hay đối với những người sử dụng đa lập gia đình có thể giữ cho hạnh phúc hôn nhân của mình luôn được viên mãn. Và dưới đây là những việc tuổi Tân Sửu nên làm để được Phật độ. Tu dưỡng hướng thiện. Đức Phật từng nói rằng, ai cũng có Phật tín, ai cũng có thể tu tập thành Phật, để có được ấy thì trước hết phải tu dưỡng hướng thiện, tức là có Phật ở tại tâm có Phật thì mới toàn vẹn. Người xưa cũng từng nói con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương, vậy nên làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính để tạo phúc cho chính mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng, không phải Phật ấy mới là Phật, Phật này là Phật từ trong tâm, nếu ta cứ ý thức Phật đang ở quanh đây, liệu ta có hành xử như khi Phật không ở quanh đây? Câu trả lời chắc chắn là không, bởi cái lúc ta ý thức được sự soi xét của Phật, bản thân ta hành động để không phạm đường phạm lối, chứ nó chưa thực là bản ngã của chính chúng ta. Việc tu hành cốt lõi là điểm đó, là khi ta hành động, tu tập hay tạo tác một điều gì đó, ta làm không phải vì Phật sẽ soi xét đánh giá, mà ta làm vì bản năng là sự lương thiện của chính mình, khi ấy tâm ta mới trọn vẹn trong cõi Phật được. Là người khôn, muốn được bình yên hãy nhớ rằng, thiện lương sẽ được hạnh phúc, khi bị ấm ức cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu lầm cứ mỉm cười cho xong chuyện, hơn thua chỉ mệt thêm, nếu ở nơi này không có niềm vui cứ tìm sang chốn khác, tâm ta khi hành động đừng suy nghĩ xem liệu sẽ tích được bao nhiêu đức, Phật sẽ phù hộ đến bản thân mình như thế nào, sự phù hộ sẽ không đến từ Phật, mà đến từ lòng thương và tình cảm của muôn người xung quanh dành cho hành động của mình. Trong đời sống bình thường, người làm thiện lành thì được mọi người quý mến, xã hội tôn vinh, sống trong một môi trường có nhiều người quý mến ủng hộ thì đó là một môi trường hạnh phúc. Việc tu dưỡng hướng thiện của chúng ta khi đó lại có ảnh hưởng đến người khác, có người bắt chước làm theo, thì một nhân tốt không chỉ cho ra một quả tốt mà là rất nhiều quả tốt. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật khuyên dạy chúng sinh hãy chăm tu tập tứ vô lượng tâm, tức là bốn món tâm rộng lớn không lường được, đó là các tâm, từ, bi, hỷ, xả. Phật dạy hãy mở rộng bốn tâm này, không hạn chế, cho tất cả các loài hữu tình ở khắp bốn phương. Đây là những đặc tính giúp con người trở nên tốt đẹp hoàn thiện, là lối sống của Bậc Thánh. Tâm từ là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm bi là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm hỷ là niềm vui lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm xã là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Những người ngày ngày tụng kinh niệm Phật, dù có chăm chỉ khấn bái thắp hương trước chư thần Phật ra sao, nhưng trong tâm không có tứ vô lượng tâm này, tức là làm ngược lại với đạo. Và dù có tu đến 8 vạn đại kiếp, người này vẫn còn xa Phật đạo đến 8 vạn 4 ngàn cây số, khó kết Phật duyên, vậy thì sao có thể mong được ban Phật ân? Đức Phật dạy rằng, một người có Phật duyên chắc chắn là người có tâm thiện lành, thường xuyên bố thí, luôn canh cánh suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém hơn mình, họ không mưu lợi cho bản thân, chỉ mong chúng sinh thoát khổ, là người có bồ đề tâm. Thế gian ai cũng cầu Phật che chở phù hộ cho mình, luôn xin cái này mong cái kia, nhưng ít ai nghĩ rằng, nếu như chư thần Phật đều đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người, vậy thì các ngài sẽ cực khổ biết bao. Người chân chính tu Phật là người luôn bồi dưỡng tứ vô lượng tâm. Khi có tứ vô lượng tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sinh và khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Con người nên có lòng từ bi. Đối với người hay đối với sự việc gì, chúng ta cũng nên chung sống trong cảnh hòa bình và đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật. Tất cả đều là nghĩ đến người khác. Chúng ta không được dùng thủ đoạn cay độc để áp bức người. Sự rung động, lòng trắc ẩn, cao thượng hướng về nỗi đau của người khác sẽ định hướng cho con người trong lý trí, hành động, sẵn sàng quên mình vì mọi người, cho nên người có tâm từ bi hỷ xả cho dù không cần ngày ngày bái Phật thì vẫn sẽ được âm thầm phù hộ độ trì, giúp vượt qua mọi tai họa trong cuộc đời, an nhàn hưởng phúc bởi tự thân người đó đã tự gieo Phật duyên. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ từ 64 tuổi đến khi về già, vận số của Tân Sửu sẽ thật sự thịnh vượng viên mãn từ 64 tuổi trở về già, nhờ tín chủ làm được những nguyên tắc dưới đây. Nguyên tắc thứ nhất, chăm sóc tốt bản thân để không mang thêm phiền toái cho con cái. Với vô số những gánh nặng về gia đình, công việc trên vai, người trẻ tuổi ngày nay chắc chắn bận bịu và áp lực hơn nhiều so với người cao tuổi. Nếu với cương vị là những người bố người mẹ, Tân Sửu có thể gọi điện khi nhớ con.
thì lúc con cái nhớ tín chủ e rằng ngay cả tới thời gian gọi điện cũng chẳng có. Do đó, giai đoạn này mệnh chủ không nên vì những chuyện còn con này mà sầu não. Hãy học cách chăm sóc thật tốt bản thân mình, bởi con cái của tín chủ còn phải bươn trải dòng đời ngoài kia vốn đã đủ mệt mỏi rồi. Nguyên tắc thứ hai, kể công là cách nhanh nhất biến lòng thảo thành gánh nặng. Nếu đã tự nguyện hy sinh, đừng đem lòng hy vọng có hồi báo. Hậu vận Tân Sửu không nên suốt ngày kể lể về những việc mình đã làm để giúp đỡ người khác, đặc biệt là giúp đỡ con cái, phụ con trẻ nấu cơm, giặt giũ, trông cháu, vốn không phải việc gì quá khổ sở, quá vất vả, nên đừng bao giờ mang thái độ trịch thượng hoặc không ngừng than vãn kể công, bởi chỉ một lời than phiền ấy thôi cũng có thể khiến cho tấm lòng của tín chủ bị con cái hiểu nhầm thành gánh nặng. Nguyên tắc thứ ba, không nên cố thay đổi người khác, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Đừng có tìm cách thay đổi người khác, bởi mỗi Tân Sửu là một bản thể khác nhau, mỗi cá nhân Tân Sửu có thói quen và lối sống của riêng mình. Cuộc đời này vốn không có đúng tuyệt đối, cũng không có sai hoàn toàn. Nếu đã không thể thay đổi người khác, vậy hãy học cách kiềm chế bản thân mình. Kỳ thực giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, ngay tới chính bản thân tín chủ cũng có những việc rất khó thay đổi. Cho nên thời điểm này hãy học cách chung sống hòa bình với các thành viên trong gia đình con cái, đừng mất công soi mói, hạch sách để khiến bản thân thêm nhọc lòng. Nguyên tắc thứ tư, không chỉ trích, không oán thán, giữ tâm lạc quan, tính ôn hòa. Lúc này đây, Tân Sửu khi đánh giá người khác đừng nên soi mói bới móc, đối xử với người khác cũng đừng quá khắt khe, keo kiệt. Nếu được con cái mua quà biếu, tín chủ không chỉ nên nói câu cảm ơn mà còn nên chủ động đề cập tới chuyện trả tiền. Mặc dù con cái có lòng mua, tất nhiên không có tâm đòi tiền, nhưng thứ tín chủ cần chính là thái độ sòng phẳng, tâm trí thản nhiên và khí chất rộng rãi khoáng đạt. Như vậy, trên thế giới này không có bữa trưa nào miễn phí. Tân Sửu muốn hưởng thụ không khí hài hòa, vui vẻ khi sống chung cùng con cái thì cũng nên chi trả chút ít tiền vốn. Số vốn không chỉ bao gồm vật chất mà còn bao hàm cả tấm lòng của mệnh chủ. Nguyên tắc thứ 5, hãy coi thể diện của bản thân là thể diện của con cái và gia đình. Ăn mặc lôi thôi lếch thếch không phải là chuyện nhỏ, tuổi tác đã cao, tín chủ cũng sẽ khó tránh khỏi lười biếng. Nhưng dù lười đến đâu cũng đừng bao giờ coi nhẹ việc vệ sinh cá nhân hoặc cách ăn mặc, cho dù bản thân có tùy hứng đến thế nào, ít nhất mệnh chủ hãy cố gắng giữ cho mình sự sạch sẽ chỉnh tề. Phải biết rằng, đó không phải là việc của riêng tín chủ mà còn liên quan tới danh dự gia đình và thể diện của con cái, cho dù lớn tuổi. Nhưng Tân Sửu vẫn không nên ăn mặc một cách qua loa, bừa bãi, lôi thôi, bởi có rất nhiều người đang quan tâm đến ta cũng như gia đình của con cái của ta. Nguyên tắc thứ 6, tiếc của tới đâu cũng đừng tích trữ những thứ vô giá trị. Sau 64 tuổi, không ít Tân Sửu thường có thói quen trữ đồ, thậm chí nhiều đồ vật đã cũ, hỏng cũng không nỡ vứt đi vì tâm lý tiếc của. Nhưng tín chủ cũng nên nhớ rằng, để có thể có được một căn nhà khang trang sạch sẽ để ở, con cái của mệnh chủ ngày ngày phải đổ mồ hôi hao tổn biết bao công sức. Vì vậy, đừng trữ trong nhà những đồ đồng nát hay những thứ không còn giá trị sử dụng. Tín chủ không nên vì một số vật dụng nhỏ nhặt này mà khiến nhà cửa trở nên bừa bộn, càng không nên vì chúng mà phá vỡ hình ảnh của gia đình. Nguyên tắc thứ 7, đối xử tốt với bản thân, tự dựa vào chính mình. Con người ta ở độ tuổi nào cũng nên tự lực, tự cường, dựa vào sức mình là chính, không nên vì tuổi cao mà có suy nghĩ ỷ lại con cái. Xã hội hiện đại áp lực càng ngày càng lớn, cuộc sống của con cháu chúng ta cũng vì vậy mà chẳng hề dễ dàng. Huống chi một gia đình nhỏ cũng giống như một chiếc xe hơi 4 chỗ, mặc dù chạy chung đường nhưng cũng khó mà chở được nhiều người đi chung. Vì vậy, thời gian này Tân Sửu nên bảo dưỡng thật tốt chiếc xe của cuộc đời mình, cho dù chỉ còn lại một mình tín chủ cũng nên dũng cảm tiến về phía trước. Mặc dù mệnh chủ không thể phụ thuộc vào con cái, nhưng trên con đường ấy chắc chắn con cái sẽ giúp đỡ và không ngừng cổ vũ cho tín chủ. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe, còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.